Thôi quay nè, đó rồi, về đi em. Tôi đang lúc chờ anh chị em ghé nhận quà nè, vui ghê luôn á. Thì sau khi đã tụ tập đông đủ thì chúng tôi đang nghĩ ra mấy cái trò mèo gì để chơi nè. Rồi, bây giờ thì bắt đầu ha. Hello mọi người, thì đây là ba cái bốc thăm của mà mấy anh đã kiểm soát nè. Rồi, thì đầu tiên là bốc bảo. Bảo ơi. Thôi quay nè, đó rồi, về đi em. Ủa, lấy lại giấy xong đi về. Đúng rồi, chúng ta sẽ về bốc thăm nè. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn mọi người, bye bye hết rồi. Đầu tiên là của bạn Bảo nè. Rồi, nên vậy đi. Thôi. Thì cũng có lỡ lắm. Đây là của anh Thống nè. Đó. Cái này của bên mắt tay camera đã thầy chạy cho sóc nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Nhổ nha. Đây là bên TV đã thầy chạy cho sóc nè. Đây là cặp luôn. Cái này là kết nối nói chuyện với nhau cơ đúng không anh? Ra xong rồi đó. Mọi người thì mình đã có những cái màn rất là vui và ngoài ra thì đã trao quà cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã ghé cái chương trình. Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ như Mekong, Tiki Camera cũng như là TT Moto đã tặng và tài trợ cho để tặng cho khách hàng sóc nha. Cảm ơn, bye bye.